Ơ Bảo hả? À, anh đang ngồi xem mạng nè. Sao Bảo? Em có một đụng vô luôn nè. Ủa vô hả? Đâu ra mà nhiều vậy nhiêu Bảo? À em lên trường á, em ăn của bọn nó. Ăn hả? Ủa làm sao mà ăn được? Em hút vô, em thẳng là em ăn. Ủa là đậu hả? Mình đậu vô rồi mình ăn hả? Ừ. Ồ hay nha hay nha. Ê, đây quá trời luôn nè. Ê con vô nè. Ủa sao anh thấy trên này không có dây hả? Ừ. Đúng không? Em bị mất dây với lại mất gọi điện rồi anh con. Vậy hả? Trời anh nhìn thấy quá trời vô luôn nè mà không có dây. Ồ là cái này là toàn bộ em ăn luôn hả? Em ăn hết. Ủa vậy về là tổng cộng em ăn được bao nhiêu cái? Để nữa nha. Một cái này đúng không? Đó. Hai cái nè. Ủa đẹp ha. Ba cái nè. Bốn cái nè. 5 cái. Wow. Chưa hết nha. Đây là nè. 6 cái. Nhưng mà những cái này nó bị mót rồi đúng không? Cái này cũ này nó bị mót rồi nè. Bị hút quá. Bị hút nè, cái màu xanh đẹp bên này. 6 cái nè. 7 cái. Đâu còn cái nào? À cái con này là con của em đúng không? Con của em 50 á. Cái con không được, em mua đó hả? 50. 50 mà em hút em ăn được 7 con hả? 7 con. Wow, ghê. Đây một đúng bi nè anh con. Bi quá rồi hả? Đâu để xem. Bi này bi lép hả? Bi lép bi đỏ hả? Đỏ. Ồ thêm cái ổ điện hả? Ồ nhìn xịn sao ha. Để đã ghê. Ở cái này cái gì Bảo? Cái này nè. Bi nhưng này. Mà cái trắng trắng này á là lúc đầu là nó có khoảng lắc vô cái màu xanh này nè. Xong em hút được quá bay luôn. Ồ vậy hả? Là mình ăn luôn cả này hả? Ăn luôn. Ồ vậy là Bảo ăn luôn cả xe đạp điện hả? Xe đạp điện của Bảo đúng không? Em Bảo bây giờ biết sao? Mình cộng đụng vô nha nè. Xong bây giờ sổ mình á, sổ mình nó cũng chơi hút vô ở ngoài kia. Hồi nãy anh thấy con nó chơi ở ngoài kia, ngoài góc mít chỗ nhà nó. Bây giờ mình ra ngoài đó mình sử dụng con vô này của em nè. Mình hút qua bọn đó mình ăn vô đi, mình đụng đụng này nè, không? Kiếm lời đi Bảo. Bọn nó hình như anh thấy nó hút cũng tè lắm dở lắm. Gà. Để con này vô một hút nha, một con thôi mà hút ăn 7 con luôn à. Ghê hả? Kinh khủng. Thôi bây giờ mình đi ra chỗ đó đi. Ngoài đó còn mình nữa đang chơi vậy kìa. Bây giờ mình ra đó đi Bảo. Đi. Đó đây này Bảo, mày đứa đây đang chơi vô nè. Đó đó mày. Ê mày đứa đang chơi vô hả? Ờ. Nghe nói là mày đứa chơi vô hay lắm không? Chuyên nghiệp lắm đúng không? Đấy, mày đứa bây giờ biểu diễn cho anh xem có được không? Biểu diễn skill cho anh xem với. Biểu diễn skill cho tụi anh xem với. Đây qua đây nè, qua đây biểu diễn skill xem nè. Rồi, bây giờ thằng này biểu diễn trước coi. Đó. Skill gì đó? Skill gì đây? Quân xin lót. Quân xin lót. Rồi, con skill gì nữa không? Skill gì nữa? Rồi đi lên thằng này biểu diễn coi. Thằng này có skill gì không? Có. Skill gì? Skill gì? Nắm vú quân xin lót. Nắm vú quân xin lót. Rồi, skill gì lại vậy? Cái này là cái gì đây? Rồi, vô này bị hư rồi. Vô này bị hư rồi. Cho mượn vô này làm skill coi. Nghe nói gọi là trình độ ghê lắm đó Bảo, này trình độ ghê lắm. Đâu ba. Làm lại coi. Hình như là gặp mình rung á Bảo. Gặp mình rung á. Đó. Ghê. 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 Cái nào gọi là gì? Nam vũ hả? Nam vũ là hai bên đó. Ồ rồi làm quân xe lót coi. Cũng nhận hay á. Làm quân xe lót coi. Đó cái đoạn nhùm nhũm mà. Rồi được rồi. Ê rồi bây giờ mày đứa nè. Mày đứa bây giờ là chơi chơi skill đó, rất là chuyên nghiệp rồi đúng không? Bây giờ muốn có nhiều vô không? Có nhiều vô hơn không? Muốn đúng không? Bây giờ chơi hút vô không? Đó. Ở đây nè, tụi anh có rất là nhiều vô luôn. Bảo công bảo. Đó. Quá trời vô luôn nè. Được không? Đó. Có cả vô màu vàng, màu xanh, màu hồng luôn các kiểu luôn phải không? Đó. Bây giờ anh có một ý kiến như này, bây giờ bọn mình chơi hút vô. Con vô đứa nào thắng á thì đứa đó sẽ ăn luôn, ăn con vô của bên kia luôn. Ok không? Yeah. Nếu mà bọn anh thắng là tụi anh sẽ lấy con vô của em luôn, chịu không? Yeah. Chịu đúng không? Rồi bây giờ em đậu với Bảo nha. Ok nha. Rồi chắc chắn nha, bắt tay cái này, bắt tay nè. Chơi là không được khóc nha, không được khóc nhẹ nha. Biết thằng Tỷ không? Biết. Thằng Tỷ ở xóm mình á, thằng đó nó hay thua, nó hay khóc nhẹ lắm về mắt mẹ, không được mắt mẹ nha. Rồi vô đây. Rồi vô. 1. Đó. Rồi, con Bảo thua rồi. Rồi, bây giờ em thích con vô này, em lừa một con đi. Em lừa con này. Rồi, con này đúng không? Rồi, chơi tiếp đi. Dạ, chơi tiếp đúng không? Dạ. Rồi, vô. Được rồi, Bảo cổ lên, Bảo cổ lên coi. 1, 2, 3, vô. Rồi, xong rồi. Trời ơi, con Bảo lại thua rồi, Bảo ơi. Rồi, bây giờ em lựa chọn thêm một con đi. Rồi, ok chưa? Bây giờ em sẽ cố gắng mạnh hết sức luôn. Cố gắng mạnh đi. Lại thêm một lần nữa nè.
Cố lên, cố lên. Hê hê hê, cái đấy đều cái đấy. Biết sao? Con Yoyo của thằng này mạnh quá. Thôi bây giờ mình còn hai đứa kia nữa, mình dù hai đứa đó đi. Con Yoyo thằng này mạnh quá. Ê, bây giờ nha. Bây giờ con Yoyo của em có vẻ là nó hơi mệt rồi. Thôi bây giờ em tạm nghỉ đi. Lát nữa rồi đấu tiếp nha. Bây giờ anh với em Bảo sẽ đấu với thằng này. Được chưa? Dám đấu không? Dám đi Yoyo. Cố gắng nào, cố gắng này. Ở đây rất là nhiều Yoyo luôn. Cố gắng thẳng này lại Yoyo nha. Cố gắng lên nào. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Cố gắng lên Bảo, cố gắng lên Bảo. Cố gắng lên, cố gắng lên. Sao trên trường em ăn được nhiều lắm mà sao về đây thua vậy Bảo? Kỳ vậy Bảo? Vô. Dám chưa? Vô này. Vô. Hút đi. Ôi lại thua rồi Bảo ơi. Rồi bây giờ em thẳng rồi thì em lựa chọn một con đi. Đó, lại hai con đó hả? Rồi, giờ chẳng chơi tiếp đúng không? Rồi chơi tiếp, rồi chơi tiếp. Đang thẳng mà, bên nó đang thẳng, đang hăng đúng không? Cố gắng lên, cố gắng lên. Cố gắng lên Bảo ơi. Vô đi, vô, vô, vô. Sao hút nãy giờ không trúng vậy? Sao nó nẻ nhau vậy Bảo? Rồi rồi xong rồi, tình hình thì thua rồi. Lại thua rồi. Rồi bây giờ em lựa chọn thêm một con đi. Đó. Rồi bây giờ còn có một con, hai con. Còn có hai con nữa Bảo ơi, bây giờ làm sao ta? Cô nhỏ cái đây. Bây giờ cô nhỏ giảm chơi không? Giảm chơi không? Không, thằng này không giảm chơi. Thôi chơi con này đi. Con vô này mạnh này. Bây giờ chơi lại nha. Bây giờ là còn hai con rưỡi. Bây giờ một phát ăn hết luôn, ok không? Vô. Đều. Kìa đây đều đúng không? Rồi đều, hoa. Rồi lại đi. Rồi đánh thả cho, đây đi dính với nhau rồi nè. Rồi. Đấy nó dính với nhau. Đâu rồi ta? Đây. Đâu rồi ta? Khó gỡ vậy. À, đây, em kẹp căng dây nè. Đó, rồi lại đi. Rồi bây giờ là còn hai con rưỡi một phát hết luôn nha. Cố gắng lên bạn. Ok chưa? Vô. Wow, yeah, winner. Ô, con mình vẫn đang chạy đúng không? Rồi bây giờ một phát ăn luôn này. À, hai con rưỡi đúng không? Một con, hai con. Hai con rưỡi. Cái này của ai đây? Của thằng kia. Rồi đâu rồi? Đã đây. À, hai con. Thiếu. Thiếu một con. Thiếu một con, lấy. Ăn rồi, con rồi. Ngon rồi, Bảo ơi. Rồi, bây giờ con này hình xin còn que rồi, sao quay được nữa. Thằng kia chơi không? Dạ, chẳng chơi không? Chơi ăn hết luôn không? Bây giờ, không? Bây giờ một phát ăn hết luôn. Không, bây giờ là một phát ăn hết đạm luôn, phải không? Quất hết luôn. Vô. Chưa. Con bị gì vậy? Hả? Lại, bây giờ một phát là ăn hết luôn nha. Bây giờ một phát là lấy cả vô đó, cả vô đây luôn. Hoặc là một phát là ăn hết cái động này luôn, ok không? Vô. Lại, con bên này bị si con que rồi. Rồi, vô. Vô nè. Lại nha, vô. Chết rồi Bảo ơi, chờ Bảo ơi, thua rồi Bảo ơi. Bảo thua rồi. Đó, bây giờ hút hết luôn, chưa lại chiếc quả xe này thôi nha. Bảo ơi, mày là tao mới sạch rồi hả? Ừ. Thôi bây giờ cố gắng chiều nay lên trường á, kiểm đứa nào mới chơi gà đấu ăn lại nhá. Rồi ngày mai mình về xỏ mình bắt đầu mình trả thù. Về trả thù đúng không? Ừ. Thôi bây giờ mày đứa về nhà tập chơi nha, hẹn ngày mai nha. Ba ngày mai rồi đấu tiếp, ok không? Okay. Ngày mai anh sẽ kiểm thêm một đống vô nữa lên đấu với tụi em. Ok nha. Thôi giờ anh đi về nha. Bye bye nha. Bye.